trong suốt chuyến hành trình hơn 2 tháng ở đất nước Hàn Quốc. Đoàn làm phim chúng tôi đã gặp và nghe kể biết bao nhiêu câu chuyện về nạn bạo hành gia đình với cô dâu Việt. Bị chồng, mẹ chồng, thậm chí là con chồng, chị em chồng chửi mắng, đánh đập đã khiến không ít cô dâu Việt khủng hoảng tâm lý cùng cực, mang thương tích nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Em bị chồng đánh là cách đây bao lâu? À, 10 hôm rồi. Bây giờ tình trạng sức khỏe em thế nào rồi? Bên chồng á, người ta có tới nuôi hay là gì không? Rồi, anh sẽ cố gắng sắp xếp một cái thời gian nhanh nhất để lên chỗ bệnh viện đó để coi tình hình em như thế nào ha. Mang nặng trăn trở chuyện thật hư, mức độ trầm trọng của nạn bạo hành trong gia đình những cô dâu Việt ở Hàn Quốc, đoàn làm phim quyết định lên đường ngay trong đêm từ thành phố Gimhae ở phía nam đến Suwon, một thành phố ở phía bắc cách thủ đô Seoul chỉ 20 km, nơi cô gái mang thương tích nghiêm trọng đang nằm điều trị. Cô gái này là Huỳnh Thị Kim, sinh năm 1986 ở thành phố biển Hải Phòng. Như bao cô gái Việt lấy chồng Hàn, Kim cũng gặp chồng qua môi giới. Người chồng Kim chọn đẹp trai, cao lớn, có vẻ ngoài hiền hậu nhất trong nhóm đi coi mắt hôm đó. Nhưng có ai ngờ. Em van xin ông ấy mà ông không bỏ. Ông cứ thế ông đạp đến lúc gặp dừ tới hai mẹ con em nằm dài ở đấy bắt đầu. Đánh luôn cả thằng nhỏ à? Không đánh thằng nhỏ, đánh em thôi. Lúc em mệt quá, ông đánh xong rồi đau hết người. Lúc đấy người nó đau quá thì em mới nằm ra, thì em sợ ông đánh tí nữa thì em mới ôm bằng con em để vào đằng trước này. Người em đau hết về mà mặt mũi sưng gù hết cả lên chứ. Đến hàng nửa tiếng đồng hồ em khóc, trời khóc đất khóc, nếu nó không ra hơi nữa thì em bảo ông ấy là đi lên bệnh viện mà ông nhất khát ông không đưa. Không mà đến ngày mai ông đưa. Thế ra ngoài ông cái quần lột quần áo của em ra nữa. Em bảo tôi đau phải, tôi đau chết phải mà ông còn có thể quan hệ được nữa hay sao? Không, ông ấy bảo là nằm yên đấy thì có gì mà đau. Niềm an ủi lớn nhất với Kim bao năm qua chính là con trai duy nhất của cuộc hôn nhân không xuất phát từ sự đồng điệu về văn hóa. Nhưng trong những ngày trốn chạy này, mẹ phải đành rứt ruột lìa con. Còn hình ảnh người chồng với bao mộng ước sẽ được yêu thương giờ chỉ còn là sự thất vọng não nề. Xong thì đàn ông quan hệ xong mà giờ cũng mệt thì nó ngủ say, thế là thấy nó ngủ say thì em đi. Ra đến thì em ra ngoài đường cái xong bắt taxi, xong em đến đồn cảnh sát thì ông cảnh sát ông bảo em đến bệnh viện. Bác sĩ bảo là gãy 3 cái xương này. Nhưng mà cái xương đấy thì nó không phẫu thuật được, mà không phải phẫu thuật, nó không thuộc về dạng phẫu thuật mà chỉ có để tự nhiên cho nó liền lại thôi. 5 năm làm dâu ở đất nước Hàn Quốc này, con trai cũng đã 4 tuổi. Ấy vậy mà Kim vẫn chỉ có một mình lủi thủi trong cái hoàn cảnh mà lý ra rất cần tình yêu thương, sự chăm sóc của gia đình, người thân. 5 năm không dài nhưng cũng không phải ngắn cho cuộc đời làm vợ, làm mẹ của những thân phận người Việt đang làm dâu nơi đất khách. Buồn thay, trong chuyến hành trình của mình, chúng tôi đã gặp nhiều cô dâu sang Hàn đã 4-5 năm mà nói vẫn chưa sỏi tiếng, vẫn lạc lõng, tách biệt với thế giới nhà chồng. Còn với Kim, ngay trên giường bệnh, cô gái này vẫn đang tư vấn cho một hoàn cảnh éo le khác. Kim rất giỏi tiếng Hàn
và đang làm việc cho một trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Để ở nhà xe ạ. Để cho hai chính quyền ạ. Để cũng để chị bên chị ba này một số nên gì xe thì em bảo đúng là đi tư vấn cho người ta mà bản thân của mình thì chẳng biết phải làm như thế nào, nó đến lượt mình ấy mình chẳng biết phải làm sao cả. Những lúc ngã bệnh là khoảnh khắc con người thèm khát sự quan tâm chia sẻ nhiều nhất. Đối với Kim, một mình trong bệnh viện nơi xứ người là những ngày dài đằng đẵng. Nhưng lúc này đây là lúc Kim cảm thấy nhớ về Việt Nam da diết nhất. Nhớ về thành phố hoa phượng đỏ, còn hằn sâu bao kỷ niệm của một thời con gái với những ký ức đẹp của tình yêu đầu đời. Còn bây giờ, với cô là những ngày trốn chạy để dưỡng thương. Đến bây giờ, Kim mới cảm nhận trọn vẹn và sâu sắc hơn bao giờ hết cái câu nhắm mắt đưa chân hay bồng bềnh thuyền định mệnh. Trong những ngày ở Hàn Quốc, chúng tôi còn chứng kiến biết bao câu chuyện nghiệt ngã mà những cô dâu Việt phải đối diện với nỗi đau bạo hành. Bao ảo vọng về hạnh phúc, về cuộc đổi đời đã hoàn toàn không phải là những giấc mơ màu đỏ. Nhờ sự giúp đỡ của một vị linh mục người Việt, chúng tôi đã tìm đến một nhà tạm lánh, nơi bí mật giúp đỡ những cô dâu Việt trên đường tháo chạy khỏi nạn bạo hành gia đình. Cô gái này tên là Trần Thị Thắm, đã đồng ý tiếp chuyện với chúng tôi. Thắm sinh năm 1990, quê ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Qua mai mối, Thắm lấy chồng sang Hàn Quốc từ tháng 7 năm 2010. Nhưng chỉ 4 tháng sau, cô đã bỏ trốn trong tâm thế của một kẻ bị ruồng bỏ. Với Thắm, nếu không có sự cưu mang của nơi đây, không biết cô sẽ xoay sở thế nào khi trốn khỏi gia đình chồng, mà nguyên nhân cũng hết sức đau lòng, không chịu nổi chuyện bạo hành tình dục trong lúc mang thai. Hết tháng này là 8 tháng thì có bầu ở bên Việt Nam, cưới ở bên Việt Nam xong rồi có bầu. Ổng đòi quan hệ nhiều, cái nhiều lúc em mệt em không cho, rồi cái em cũng nói đã đau bụng đồ này nọ, cái nó không chịu, cái nó nói mẹ nó gì, nó miết mẹ nó với cậu nó. Rồi xong rồi cái mẹ nó tức lên, cái cởi áo em ra đuổi ra ngoài một lần. Vị ma sơ này cảm thông đã che chở cho Thắm trong những ngày cô chờ sinh nở. Những bữa cơm với kim chi, rong biển và có cả món thịt kho trứng cũng là ý tứ của bà. Bởi chỉ mấy tháng, Thắm khó có thể làm quen với ẩm thực, chứ nói chi đến phong tục tập quán và văn hóa xứ Hàn. Rồi xong cái em cố gắng sống một thời gian nữa thì nó vẫn vậy, nó vẫn đòi quan hệ nhiều. Rồi cái xong em cũng không cho, rồi cái nó mới nói với cậu nó, mẹ nó mới tức lên. Cái xong cái mẹ nó mới cởi quần áo em đuổi ra ngoài, bữa đó là ngay Trung Thu á. Rồi xong rồi cái em xuống dưới em gõ cửa ở lầu 17 á. Cái người ta mở cửa người ta thấy vậy, cái người ta dẫn vô. Cái người ta lấy áo quần cho em mặc. Những giọt lệ đau đớn cho duyên phận bẻ bàn, sự sụp đổ ảo vọng của một cô gái mới lớn về đời sống chồng vợ, duyên trao lầm chỗ, thật không như mơ. Sự khác biệt về văn hóa phòng the là những điều hoàn toàn ngỡ ngàng trong cảm nhận của Thắm. Nó nào phải đâu chỉ bó hẹp và được xây dựng trên nền tảng của cái triết lý quả cao, miếng trầu hay gừng cay muối mặn, vốn là niềm tự hào về nghĩa vợ, tình chồng của người Việt Nam. Chủ로 제일 큰 문제가 그 결혼을 이렇게 사랑을 가지고 결혼을 안 하고 양쪽이 서로 목적을 가지고 결혼을 하거든요. 그러니까 한국 남자들은 사실은 여자가 필요해서 결혼하고, 또 저희가 알기로는 이제 이 동남아 쪽에서 이쪽으로 결혼해서 오는 여성들은 사실은 한국에 대한 콜 저기 뭐야
한국 그 뭐지요? 한국에 대한 동경, 또 이제 그 돈을 벌수 있다라는 거, 이제 이런 것 때문에 와요. 그래가지고 양쪽 다 돈을 많이 들여요. 남편도 돈을 많이 내고 여성들도 돈을 많이 드리고, 그리고 와서 살다가 보니까 이제 서로 자기네가 목적한 것들이 제대로 이렇게 이루어지지 않으면, 그러면 거기서 이제 싸움이 일어나고 서로 용서가 안 되는데, 이제 대부분이 그래서 시작은 그거예요. 이게 부부 관계가 잘안 되니까 이제 그걸로 인해서 폭력이 생기고, 그 폭력 때문에 이제 더 이렇게 갈등이 심해지고, 그래서 집을 나옵니다. Cảm thông và chia sẻ với nỗi đau bạo hành của những cô dâu Việt, nhóm thực hiện chương trình chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc. Chúng tôi đã mời một chuyên viên tư vấn và cũng là một cô dâu nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết chuyện gia đình đến giúp đỡ Kim và Thắm. Ngày trước thì một cái đấm một cái đá xong đến dần dần bắt đầu là đến học cả máu mắt ra, xong bây giờ đến lần này thì em gãy xương, không biết lần sau thì còn cái gì nữa hay không để mà còn ra nữa. Bây giờ này em muốn ly dị mà em lại muốn được nuôi con nữa. Cái tình trạng của cô này là cũng trầm trọng, bởi vì nếu như theo như luật hình sự mà cô ấy đã bị thương tật đến gãy ba cái xương như vậy ấy, thì có thể là truy tố ra hình sự nếu như cô ấy muốn. Thế và cái thứ hai nữa là nếu như mà ly dị thì cô cũng là một cái được bảo vệ về lẽ phải, bởi vì là cô ấy là người bị hại không. Chị cũng muốn là cô bé đó dũng cảm để có thể là đưa cái vụ việc này ra công khai, để làm cái chuyện này làm gương cho những người phụ nữ khác mà khi gặp tình huống khó khăn thì biết cư xử như thế nào, và cũng là một cái cảnh báo để cho những ông chồng người Hàn biết phải nên cư xử với vợ mình như thế nào, và cũng để những người xung quanh hiểu được là phụ nữ cần được bảo vệ như thế nào. Chồng là bước ngoặt quan trọng của đời người con gái. Những cuộc hôn nhân không được xây đắp bằng những nguyên liệu vững chắc của tình yêu hoặc quá khác biệt về văn hóa thì kết quả sẽ không thể trường tồn. Cái đổ vỡ lường trước ấy đang được rất nhiều cô gái Việt Nam chấp nhận, đánh đổi số phận từ chuyện lấy chồng Hàn Quốc với những ảo vọng mông lung.